Lu lu, con đâu rồi? Ra ba nói chuyện chút coi. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu luôn đây luôn đây. Ê á. Cái gì? Ba, hả? Có chuyện gì không? Mày đi la lý lắc quá vậy Lu. Trời ơi, biệt danh của Lu là Lu lý lắc mà. Tao lắc mày thiệt bây giờ á. Ê sảnh thôi, sảnh thôi. Lu còn muốn có hậu duệ mặt Lu nữa, đừng có lắc Lu. Thôi được rồi, không nói chuyện nhảm nữa, bây giờ con nằm xuống đi. Ok. Nằm rồi đó. Giờ sao? Good boy, bây giờ con đứng lên đi. Hả? Rồi đứng lên nè. Bây giờ con nằm xuống. Ông rảnh quá hen. Bây giờ mày nằm xuống không? Không. Nghe lời ba đi, ba kêu mày làm là có lý do. Bây giờ mày không chịu nằm thì thôi mày ngồi đi. Ừ à. Hả? Ngồi đó, có chuyện gì không? Mày xoay vòng cho ba coi coi. Ê, một vòng trái đất. Ok xong rồi. Chống mặt không? Chống mặt. Rồi, nếu như chống mặt thì con xoay ngược đi là hết rồi. À xoay ngược lại phải không? Rồi. Rồi sao mày có thấy đỡ hơn chưa? Chống mặt thêm. Rồi được rồi, coi như mày test ra xong. Cảm ơn con. Bắt tay coi. Bắt tay. Ê, hụt rồi. Ê, cảm ơn ba đã test con nghe. Rồi bỏ tay ra đi. Ông này vô duyên vậy ta. Rồi bắt tay bên kia đi. Bên kia. Nè, bắt tay. Ông này hôm nay ngủ vậy ta. Có chuyện gì không nói lẹ đi. Hình như ba thấy dạo này còn ốm luôn à. Phải không? Ốm hả? Ừ, có thấy trong người mệt mỏi lắm không? Ba hỏi về sáng dịp con trả lời thiệt luôn. Dạo này con thấy còn mệt mỏi chóng mặt, khó tiêu, mắt ói nữa. Nói chung cảm thấy cơ thể bị suy nhược vậy lắm. Trời, mày mà cũng bị suy nhược nữa. Sao không? Suốt ngày ông đi làm, tối nhà giữ cửa thấy mẹ luôn. Nghe tiếng động đục địch một cái là tôi cũng chạy ra tôi ngó liền. Trời ơi, tội nghiệp dữ vậy luôn. Đúng rồi. Hôm qua tuốt bên nhà hàng xóm kia có con mập kia nó địch cái tôi đứng vậy liền, tôi tưởng đâu ông trộm tôi qua, tôi coi tôi ngó. Cuối cùng là tôi qua tôi hỡi địch không à. Bởi xấu tôi nó khổ vậy ông ơi. Có cách nào giải quyết vấn đề thì giùm tôi được không? Rồi vấn đề ăn uống dạo này ở nhà sao? Ổn không? Nói tới vấn đề ăn uống tôi cảm thấy tôi còn suy nhược hơn nữa. Ông đi làm ông để nhà có mấy trái quýt, mấy trái nho. Tôi ăn riết mà cái mặt tôi y như trái quýt mà cái đít tôi giống y như trái nho vậy. Thôi, thông cảm cho ba đi. Dạo này công việc của ba lu bu nhiều quá, ba lo còn chưa xong nữa. Nên có vẻ ba vô tâm với con một chút. Con đừng có giận ba nghe Lu, đừng buồn ba nha. Nghĩ sao không buồn? Bây giờ ông lo ông tìm cách giải quyết cho tôi đi. Thôi được rồi, để ba qua Healthy Food, ở đó họ có bán thực phẩm tươi sống dành cho thú cưng, sản phẩm cực kỳ chất lượng. Bởi vì cái người mà tạo ra sản phẩm ấy, họ cũng rất là yêu thú cưng, yêu Lu, giống như ba yêu Lu vậy đó. Ở đó họ có bán món gì? Liệt kê coi. Họ có thịt gà xay bí đỏ, thịt gà xay đầu Hà Lan, xương sủng ức gà thái hạt lựu. Ha, cái gì mà có ức gà thái hạt lựu? Tao nói ức gà thái hạt lựu, cái thằng điếc. Xin lỗi, còn gì nữa không? Liệt kê tiếp đi, tôi nghe tôi bồn chồn cái bụng quá. Thịt heo xay cà rốt. Trời ơi, nghe mà chảy nước miếng. Ức gà nguyên sủng, đuổi tỏi gà nữa. Cô thích ăn cái gì? Nói thiệt là món gì cũng thích hết trơn á. Nhưng mà quan trọng là mua cho tôi ăn được mấy ngày. Thì bà mua để sẵn một nồi trong tủ lạnh á. Mày đói bụng mày cứ mở tủ lạnh ra mày lấy mày ăn thôi. Nhưng mà chỗ này họ bán họ có tẩm hóa chất gì không? Ăn vô bị đau bụng chết cha tôi luôn á. Rồi hàng nào đền? Bà đã nói với mày á, người ta cũng thuộc tiếp người yêu quý động vật, yêu quý Lu, giống như bà thương Lu vậy đó, hiểu chưa? Bà thấy dầu này bà ốm yếu bà mua về cho mày ăn thôi. Mày còn hỏi dạng hỏi dẻo cho mày ăn nho ăn quýt tiếp bây giờ. Ông có thấy cái mặt tôi nãy giờ nó vô cảm không? Ừ, mày nói tôi mới để ý luôn. Mày sao nhìn vô cảm dữ vậy con, có chuyện gì không? Nghe ông kể mà thân xác tôi ở đây mà tâm hồn tôi ở Healthy Foods. Hồi từ đó mua lẹ giùm tôi đi cha nội ơi, tôi đói bụng dữ lắm rồi. Ok luôn. Như nào nó xạo bà bắn á. À, ăn đi con, ngoan nha. Món gì kỳ cục cả trời. Món gì à? Ăn khô queo, khô khóc rồi sao ăn? Nè, ăn miếng rồi đi con. Ăn. Trời ơi, cái gì đâu mà nó cứng mà nó ăn sao gì đâu mà dính răng từ lưa hết trơn à, không ăn không ơi. Ráng ăn miếng nữa đi. Nè. Tội à. Cái hàng Lu ở bên nhà kế bên á, vậy mà nó sướng hơn tôi. Cái gì mà sướng? Sao sướng? Nó ăn toàn món ngon không à. Nè, con ăn miếng rồi đi. Ăn nữa đi. Gì đâu cứng mà chịu nổi luôn. Cứng ngắt kìa. Nè, không ăn nữa đâu. Thôi dẹp đi. Dẹp, cứng quá. Ráng ăn miếng rồi đi con. Mà sao con nói Lu nhà kế bên nó sướng là sao? Ê, thì nó ăn toàn là thực phẩm thức ăn của Healthy Food rồi. Đùi gà, ức gà, tùm lum tùm lum vịt. Còn ông cho tôi ăn cơm chiên không à, sao sống nổi cho nội. Dưng. Bởi xấu tôi nó khổ gì đâu luôn. Thôi con đừng có buồn, chút qua Healthy Food mua đồ ăn gì trộn cơm chiên cho con ăn. Gà quất miếng rồi đi. Đứa nào nó dốc à, bà bắn đó nha.